Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi tham quan khu nhà triệu đô của người Việt vùng phía Tây Melbourne. Khu nhà này là 80% là người Việt mình sinh sống ở đây. Ok, các bạn theo mình nha. Thì ngay trước mặt khu vực sinh sống dân cư của người Việt này thì là một cái park, mình gọi là playground đó các bạn. Chỗ này nằm trên một cái đồi rất là cao, có thể là nhìn sang hướng của city được. Đây là các bạn thấy city nó nằm rất là xa đằng kia đó. Đó, city đang mờ trong màn đêm. Bây giờ mình đang đi từ từ tới khu vực chính của khu dân cư người Việt này nhé. Thì chỗ này cũng rất là tiện nha các bạn. Khi các bạn có con nhỏ hay các trẻ nhỏ thì các bạn có thể là đưa ra chỗ này chơi vào những cái ngày trời đẹp. Thì mỗi một khu vực như vậy thì chính phủ người ta có xây dựng những cái khu vực vui chơi như vậy. Ở đây gọi là playground. Và cũng có barbecue để mà nướng thịt ăn uống ngoài trời. Hiện tại là nhiệt độ Melbourne khoảng 5 độ C, rất là lạnh nha các bạn. Cây đã coi như là chỉ còn trơ trọi những cái cành khô. Tình cờ mình nhặt được một cái tờ rơi này quảng cáo về những căn nhà mà cái trung tâm địa ốc này họ đã rao bán. Đây, như các bạn đang thấy, ba ngôi nhà này đã bán với giá trên 1 triệu đô. Hiện tại mình đang đứng trước một căn nhà mà cách đây khoảng gần một năm đã bán giá 1 triệu. Như các bạn đã thấy đây, 1.530.000 đô. Đó là cái giá này cách đây khoảng gần một năm. Đó là mình đang đứng trước căn nhà đó đây. Thì cái khu này trước đây á, là khu vực khai đá của một công ty chính phủ. Sau này họ không khai thác ở đá ở đây nữa, cho nên chính phủ người ta đã bán lại cho các nhà thầu để mà làm khu dân cư. Bởi vì sau này mật độ dân cư bắt đầu có phần đông đúc, cho nên họ sẽ coi như là tìm mọi những đất trống để mà đầu tư và xây dựng bán lại cho các nhà xây dựng, để họ xây bán lại cho người dân. Như mình đã nói lúc đầu á, là khu này là trên 80% người Việt sinh sống, tại vì chỗ này rất là tiện lợi cho sự giao thông cũng như là đi tới những trung tâm khác rất là thuận tiện. Từ đây bạn đi tới city thì mất khoảng 15 phút lái xe. Và đi tới khu shopping lớn nhất miền Tây Melbourne, tức là High Point đó các bạn, thì mất khoảng 7 phút lái xe. We'll be right back.
xe hay là trung tâm thương mại đều nằm gần, rất là gần ở đây. Thường các bạn thấy là cái mẫu nhà ở Búc này là họ xây gạch đỏ rất là nhiều. Hồi xưa lúc mình mới qua Úc này thì mình xuống thấy, ủa tại sao mà nhà gạch đỏ nhiều quá. Thì mới thấy sao giống Việt Nam mình. Nhưng mà cuối cùng khi mà bạn xuống dưới, xuống tới mặt đất và bạn đi tới gần thì bạn mới thấy được là họ xây rất là đẹp. Và bên trong nhà cũng rất là đẹp nha các bạn. Đây như một căn nhà này là coi như là xây gạch màu đỏ nè. Ngoài ra nếu bạn không muốn xây gạch đỏ thì bạn có thể là tô căn nhà của mình giống như căn nhà đằng kia. Đó. Thì tùy theo cái mắt thẩm mỹ của mỗi người. Thì khu này đa số người ta là xây nhà double story, tức là nhà cao tầng, nhà hai tầng. Là lý do tại sao? Tại vì nếu mà bạn xây nhà một tầng ấy, thì sau này nếu mà bạn có mỗi ý muốn bán nhà thì nó sẽ không được giá bằng. Tại vì xung quanh mình toàn là xây nhà hai tầng không. Mà mình xây nhà một tầng thì nó sẽ không được đẹp, không cân xứng và cái giá sau này bán cũng hơi khó. Thì ở đây là một nhà một tầng nè các bạn. Thì như căn nhà một tầng này á, là cái diện tích sử dụng của nó là khoảng hơn 300 mét vuông nha. Gara đôi. Và kế bên là cái nhà hai tầng. Đây là những kiểu nhà hơi thịnh hành ở bên Úc. Thường là có một cái ban công ngay giữa và có hai bên cánh là đều có phòng hết. Thì trước đây á, là những người mà đa số là họ sống ở đây là những người họ trước đây đã mua nhà ở rồi, mà sau này họ vì muốn chuyển sang một cái khu cao cấp hơn thì họ bán căn nhà cũ đi, thì họ có tiền họ có thể mượn thêm một ít của nhà băng để họ mua những căn nhà lớn hơn để mà cuộc sống nó thoải mái hơn. Thì các bạn biết người Việt mình coi như là an cư rồi mới lập nghiệp, cho nên căn nhà là cái mà coi như là cần thiết nhất trong cuộc sống của người Việt mình. Như đây là hai căn townhouse. Thì townhouse ở đây là có nghĩa là nhà liền vách. Đó, như đây là một miếng đất, thì họ coi như là cắt làm đôi để làm hai căn townhouse. Thì sau này là một số chủ đầu tư người ta muốn tiết kiệm mà đất đó, người ta xây như vậy để mà bán, và để bán nó cũng dễ hơn. Thì như một căn townhouse như vậy thì giá khoảng 700 ngàn tới 800 ngàn. Thì diện tích sử dụng dĩ nhiên là sẽ nhỏ hơn căn nhà đơn rồi. Các bạn thấy căn nhà này lớn không? Căn nhà này mặt tiền rất là lớn. Mình nghĩ là khoảng 20, trên 20 mét bề ngang. Thì căn này theo mình biết đó là diện tích sử dụng nó là khoảng
450 m² nha các bạn. Rất là lớn. Thì khi bạn mua nhà thì đương nhiên là thủ tục đầu tiên là các bạn là phải có tiền. Thì mình nói tiền đây là tức là khá như là bạn phải có một cái số tiền nhất định để mà đặt cọc cho người ta để khi mà bạn muốn mua căn nhà. Thì cái chuyện đặt cọc ở đây á, thì trước đây thì các bạn là phải có ít nhất là 10% để đặt cọc khi bạn mua nhà. Nhưng mà sau này chính phủ có khuyến khích người dân mua nhà một cách dễ dãi hơn để mà để cho cái nền công nghiệp xây dựng nó phát triển mạnh hơn, thì nhà đó là sắp sửa là họ sẽ coi như là giảm cái tiền đặt cọc xuống còn 5% thôi. Thì đó là một cái tin cũng tốt cho người Việt mà muốn mua nhà hay là những người mua căn nhà đầu tiên. Và trước khi bạn đi mua nhà là bạn phải coi như là chắc chắn một điều là nhà băng sẽ cho bạn mượn tiền. Tại vì nếu mà bạn chưa có mượn được tiền mà đi mua nhà thì bạn sẽ gặp rắc rối rất là nhiều. Cho nên đầu tiên mình khuyên các bạn là nếu mua nhà là bạn cần nên ra hỏi nhà băng để mà coi như là nhà băng sẽ cho mượn tiền với cái mức bao nhiêu. Và từ cái mức đó thì mình mới định hướng được là mình sẽ mua được căn nhà khoảng bao nhiêu tiền. Sau này thì nhà băng sẽ khó dễ với bạn khi mà bạn đi hỏi mượn tiền mua nhà. Tại vì vừa rồi sở thuế đã coi như là đánh phạt ba cái nhà băng lớn nhất của nước Úc về cái việc họ làm ăn sai trong cái việc cho mượn tiền mua nhà. Lý do tại sao mà bị phạt là tại vì khi mà khách hàng tới mượn tiền mua nhà, nhà băng đều gật đầu cho mượn hết, mặc dù nhà băng không biết là cái người đó có đủ tiền để mà chi trả tiền muốn nhận tiền mua nhà hàng tháng không. Họ chỉ biết là lấy khách hàng vô thôi, rồi sau đó coi như là mua trả tiền được hay không là tùy mình. Đó là cái lý do mà tại sao coi như là sở thuế người ta phạt như vậy. Hôm nay ngày chủ nhật cho nên mọi người vẫn còn đang ngủ nha các bạn. Đây một kiểu nhà khác xây cũng rất là đẹp, nhiều mái. Có nhiều bạn thắc mắc là mình nên mua nhà hay là nên xây nhà. Thì cái này là tùy theo sự quyết định của các bạn. Thì để các bạn hiểu rõ hơn, thì nếu mà các bạn không có một kinh nghiệm gì về xây nhà thì các bạn nên mua căn nhà xài rồi. Thì thứ nhất là bạn chỉ
cần vô trong nhà bạn coi giá trị căn nhà như thế nào, rồi nếu bạn ưng thì bạn quyết định bạn mua, nhưng mà bù lại á thì các bạn sẽ phải đóng tiền stamp duty, tức là tiền giấy tờ này nọ trên cái số tiền mà căn nhà bạn mua, thì dĩ nhiên là các bạn sẽ phải trả một số tiền rất là lớn. Ví dụ như các bạn mua căn nhà 500.000 đi, thì các bạn phải đóng tiền stamp duty, mình nhớ không rõ thì khoảng hai mấy 30.000 gì đó, cho tổng cộng tiền giấy tờ rồi tiền sang tên. Nhưng mà nếu mà bạn là người mua căn nhà đầu tiên thì cái số tiền đó bạn sẽ được gần như là được miễn, vì ở đây luật chính phủ là sẽ coi như là hỗ trợ cho bạn việc mua căn nhà đầu tiên bằng cách là coi như là sẽ coi như là giảm bớt cái tiền stamp duty, tức là tiền giấy tờ sang nhà đó các bạn. Thì công bác cũng là một cái chuyện nếu bạn là người mua căn nhà đầu tiên nha. Thì trong cái dạng mua căn nhà đầu tiên thì là tùy theo cái số tiền chính phủ cho bao nhiêu. Nếu mà mua nhà mới ở vùng xa thì số tiền cho là sẽ là coi như là cao nhất. Còn nếu mà bạn mua căn nhà cũ mà gần phía bên trung tâm city thì dĩ nhiên là bạn sẽ được ít hơn, tại vì họ khuyến khích mình coi như là nên đi ra xa, tức là theo chính sách giãn dân đó các bạn. Nếu mà bạn có một chút xíu kinh nghiệm về xây dựng nhà thì bạn nên mua miếng đất và bắt đầu từ đó bạn sẽ xây căn nhà. Thì nó sẽ như thế nào thì các bạn sẽ đi tới những công ty mà xây dựng thì họ có những căn nhà mẫu cho mình, rồi từ đó mình sẽ chọn cái mẫu nào bạn mình thích, rồi từ đó từ cái căn nhà mẫu đó bạn thích rồi bạn sẽ chọn phần bên trong của căn nhà, tức là bạn muốn căn nhà của mình như thế nào thì bạn sẽ coi như là chọn bên trong đó. Thì cái sự chọn nó sẽ tùy thuộc vào coi như là giá cả của cái đồ dùng đó. Thì đó là cái mà quan trọng là mình phải có kinh nghiệm trong vấn đề coi như là xây dựng nhà. Thì dĩ nhiên là công ty xây dựng họ sẽ xây dựng hết cho mình, nhưng mà người quyết định vẫn là mình. Mình chọn kiểu nhà, mình chọn vật tư, vật dụng để xây căn nhà đó là tùy mình. Thì bạn sẽ coi như là tiết kiệm được tiền hơn. Bạn có thể tiết kiệm được coi như là cũng mình nghĩ khoảng là 50.000, trên 50.000 có nha các bạn. Đó là tùy theo cái chọn lựa chọn của mình. Các bạn đang thấy phía bên tay trái của mình đây là vẫn là một cái hồ nha các bạn. Thì như mình đã nói trước là đây là cái hầm đá. Thì sau này họ không khai thác nữa thì coi như là nước sẽ coi như là có ở dưới hồ đó, là từ bung lòng đất nó chảy ra cho mình. Thì khu này họ đang lấp đất để coi như là xây thành một cái khu shopping, có nhà hàng, khách sạn, rồi trung tâm mua bán ở đây. Thì theo mình biết là khoảng năm 2020 họ bắt đầu họ xây dựng. Ok, thôi mình tạm ngừng đây nha. Chia sẻ cho các bạn một chút về coi như là khu nhà mà của người Việt mình sinh sống. Hy vọng video này sẽ coi như là gửi tới các bạn một chút xíu gì đó chia sẻ để biết về cuộc sống của người Việt ở đây như thế nào. Thì đây chỉ là một khu thôi, còn rất là nhiều khu khác. Nhưng mà khu này là khu của người Việt mình, chiếm đa số là trên 80%. Thì mình sẽ ngưng ở đây. Ok, chúc các bạn một ngày cuối tuần thật vui vẻ nha.